Có thể nói, ít có loại tai nạn nào mà cùng lúc có thể gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản như các vụ hỏa hoạn. Sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào khi có đủ các yếu tố và điều kiện gây cháy. Có thể ban đầu chỉ bắt nguồn từ một đốm lửa nhỏ, một sự cố chập điện bình thường hoặc từ những bất cẩn của con người không được phát hiện, xử lý kịp thời, dẫn đến bùng phát thành đám cháy lớn và nếu không kiểm soát được, có thể gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người, tài sản, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt khi nền kinh tế ngày càng phát triển và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ với sự xuất hiện ngày càng nhiều các công trình nhà cao tầng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu chế xuất, thì công tác phòng chống cháy nổ càng trở nên quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Việc trang bị sẵn các thiết bị thoát hiểm và phòng cháy chữa cháy tại nơi sinh sống và làm việc sẽ giúp chúng ta chủ động hơn trong việc bảo vệ an toàn tính mạng của mình và gia đình khi gặp các sự cố hỏa hoạn hoặc các tình huống nguy hiểm. Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị phòng cháy chữa cháy và bảo hộ lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn Bảo Thăng đã không ngừng lớn mạnh và khẳng định được uy tín trên thị trường. Bằng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng, công ty Bảo Thăng mong muốn giúp quý khách hàng ngăn ngừa và giảm thiểu tới mức tối đa các nguy cơ xảy ra cháy nổ, góp phần đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của đời sống xã hội, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chuyên dụng, công ty Bảo Thăng còn độc quyền phân phối sản phẩm dây thoát hiểm nhà cao tầng Du Sung Hàn Quốc. Sản phẩm là thiết bị an toàn cần thiết cho mọi gia đình sống tại các căn hộ chung cư và nhà cao tầng. Dây chịu được tải trọng lên đến 150kg và lực kéo lên đến 1000kg. Với thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, gồm 2 chiều nên có thể thay phiên nhau lên xuống nhanh chóng, rất phù hợp với chung cư nhiều người. Ngoài ra, sản phẩm được cấu tạo thắt chặt vào người rồi thả tự do với tốc độ đã được lập trình sẵn. Nên kể cả những lúc hoảng loạn, bạn chỉ cần thắt chặt đai vào người là có thể thoát hiểm một cách dễ dàng. Ngoài độ an toàn cao, dây thoát hiểm Du Sung còn bảo đảm khả năng chống cháy tốt, được cấp chứng nhận NFSC 301 của Chính phủ và Viện Công nghệ Công nghiệp Phòng cháy chữa cháy Hàn Quốc. Mỗi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều được kiểm tra và kiểm định đầy đủ. Du Sung là sản phẩm dây thoát hiểm duy nhất được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cấp phép và được công ty Bảo Thăng mua bảo hiểm lên đến 2 tỷ đồng. Sản phẩm được bảo hành và bảo hiểm lên đến 3 năm và có tuổi thọ trên 10 năm. Sản phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tư vấn Bảo Thăng phân phối độc quyền tại phía Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại quốc tế Hoàng Mỹ phân phối độc quyền tại phía Bắc. Ngoài ra, công ty Bảo Thăng còn bán và cho thuê các thiết bị như cột chắn inox, các thiết bị tiêu hao cho nhà hàng khách sạn, các loại hóa mỹ phẩm cho khách sạn, thiết bị nhà hàng, cung cấp thùng rác inox, thùng rác nhựa với giá thành và dịch vụ tốt nhất. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn cũng như lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm cho cư dân ở các căn hộ chung cư, nhà cao tầng, cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật có trình độ tay nghề cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt tình, tận tâm, công ty Bảo Thăng sẽ mang đến cho khách hàng sự an tâm và hài lòng khi sử dụng sản phẩm do chúng tôi cung cấp. Được bạn bè giới thiệu thì tôi có tìm đến công ty Bảo Thăng á, mua cái dây thoát hiểm nhà cao tầng và mang nạ thoát hiểm. Thì tôi thấy sản phẩm ở đây rất tốt và chất lượng, nó có đầy đủ cái giấy tờ kiểm định, nhân viên phục vụ rất là chu đáo, nhiệt tình. Hãy tự cứu lấy mình trước khi được cứu.